Sinh ra để tỏa sáng tuần này, khán giả sẽ gặp lại ca sĩ Simlet, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm và MC Nguyên Khang. Sau màn hóa thân xuất thần hình ảnh Thái hậu Dương Vân Nga, tuần này Simlet sẽ biến hóa với thử thách khó khăn không kém trong vai diễn đời cô lù nổi tiếng. Liệu Simlet có vượt qua được thử thách lần này? Tiếp tục với thể loại nhạc hiện đại với nét hài hước của mình, Lê Dương Bảo Lâm cùng huấn luyện viên nhí Chu Uyên Nhi sẽ bày ra chiêu trò gì để chinh phục khán giả và khắc phục điểm yếu ở giọng hát, nỗ lực mang nhạc cụ dân tộc đến gần khán giả hơn. Nguyên Khang sẽ lần đầu tiên kết hợp đàn hát diễn xuất trong tiết mục Dạ Cổ Hoài Lang. Nỗ lực của anh có thực sự được khán giả đón nhận? Xúc động, vui nhộn nhưng lắng động. Tất cả sẽ có trong tập 8 Sinh ra để tỏa sáng. Bây giờ máu vẫn còn sôi sục. Đây là một cái sự thông minh của một người diễn viên. Tất cả mọi người chúng tôi không thể nào mà không xúc động được. Liệu ai trong số họ sẽ giành lấy cơ hội xuất hiện trong đêm chung kết? Đón xem Sinh ra để tỏa sáng sẽ lên sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 25 tháng 6 năm 2017 trên VTV3.